Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ mua hàng online những sản phẩm của tập đoàn Siberian. Thì để bắt đầu mua hàng online, đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái trình duyệt. Thì trong video này tôi sẽ demo trên cái một cái thiết bị điện thoại thông minh của Samsung. Thì khi mà chúng ta có thể thao tác mua hàng online trên máy tính bảng, smartphone hay là laptop hoặc là máy bàn. Thì nó cũng tương tự như nhau. Thì hôm nay tôi sẽ demo trên cái một chiếc điện thoại của Samsung. Thì khi các bạn biết cách mà chúng ta thao tác trên một thiết bị rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thao tác trên những thiết bị khác. Thì tôi sẽ vào cái trình duyệt Chrome. Rồi. Thì để bắt đầu thì chúng ta cần phải vào cái trang web của tập đoàn Siberian ha. Các bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ đánh vào ha. Trang web này có tên là vn.siberianhealth.com/vn. Nếu các bạn nào mới chưa biết thì các bạn có thể hỏi những người offline của mình. Rồi, đây là cái giao diện đầu tiên khi mà chúng ta vào trong cái trang web của tập đoàn. Đầu tiên là chúng ta cần phải đăng nhập. Chúng ta cần phải đăng nhập. Thì các bạn nhấn vào trong trong cái ba cái chấm ở trên góc bên trái ha. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Đăng nhập thì mình vào đây và đăng nhập. Các bạn vào đây đăng nhập ha. Thì các bạn sẽ nhập cái mã số hợp đồng của mình và cái mật khẩu. Thì nếu mà các bạn là chưa biết cái mã số hợp đồng đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra email ha, hoặc là chúng ta sẽ hỏi cái người offline của mình, cái người hướng dẫn của mình sẽ chỉ cho chúng ta biết cái cách mà mình có cái hai cái số này ha. Và chúng ta đăng nhập vào. Rồi khi mà chúng ta đăng nhập vào xong thì là chúng ta sẽ có thể bắt đầu thực hiện những cái thao tác bán hàng. Thì ở đây là tôi đăng nhập trên cái nickname của bạn Vân Anh. Thì có hai cách mà chúng ta có thể đặt mua. Một á, là chúng ta có thể đặt bằng cách là chúng ta xem theo từng cái chủ đề. Ví dụ như những cái thực phẩm chức năng ha, nâng cao khả năng làm việc. Nó có từng chủ đề. Ví dụ như là nâng cao chức năng làm việc thì có thể kể đến những cái sản phẩm rất là thông dụng, ví dụ như Formula, rồi Elan Vital, Trimega Vital, Syncrovitan. Thì các bạn có thể dùng cách này chúng ta đặt hàng. Thì cách đặt như sau. Ví dụ như các bạn đặt cái dòng này đi. Các bạn sẽ chọn dấu cộng để chúng ta chọn thêm số lượng sản phẩm. Thì ở đây là nếu mà chúng ta không có làm gì hết thì mặc định là đơn vị là một sản phẩm. Thì chúng ta sẽ nhấp vào ha, chúng ta nhấp vào đây để chọn. Nếu mà hai, nếu mà hai chọn hai sản phẩm thì bấm dấu cộng ha. Thì nó sẽ ra số điểm mà mình sẽ có điểm thưởng, chúng ta sẽ có từ cái sản phẩm này. Và tương tự như sản phẩm khác, ví dụ như là chúng ta chọn cái sản phẩm này đi, Syncrovitan Vital ha, 22 điểm này. Chúng ta cũng nhấp vào đây. Đó. Rồi. Rồi chúng ta sẽ xem có những sản phẩm mà công ty thông báo là không có hàng, tức là không có sẵn trong kho, hết hàng thì mình sẽ không có mua được. Đó. Rồi, đây là cách thứ nhất ha. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ nhập trực tiếp cái mã số. Nếu mà chúng ta đã nhớ cái mã số của sản phẩm, hoặc là chúng ta tìm kiếm cái sản phẩm đó trên cái cuốn catalog, thì chúng ta sẽ tra cứu xem chính xác cái sản phẩm đó từ cái mã số, thì sẽ đỡ mất thời gian đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Chúng ta sẽ nhấp vào cái phần tìm ở trang web. Ví dụ như cái sản phẩm hồi nãy mà tôi có demo là cái sản phẩm Formula 4. Thì cái mã số nó là 5 50020. Đó. Rồi, các bạn tra xem sản phẩm này có không nha. Đó. Thì nó cũng ra được cho chúng ta cái sản phẩm này ha. Đó. Thì tương tự là nếu chúng ta muốn mua thì cũng sẽ nhấp y chang như thế. Đó. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào trong giỏ hàng.
Ok. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đã chọn xong, giả dụ chúng ta chọn xong đi, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Bước tiếp theo là mình sẽ kiểm tra trong cái giỏ hàng. Mọi người xem cái xem một cái biểu tượng ở trên góc phải màn hình ha. Chúng ta nhấp vào đây. Đó. Thì khi mà vào đây rồi, mình sẽ thấy rất là rõ là trong cái giỏ hàng của mình là hiện nay là có bao nhiêu sản phẩm. Thì đây mình thấy là hồi nãy mình chọn hai sản phẩm đúng không? Thì nó có những tính năng như sau. Một á, là nếu các bạn thấy rằng mình mua nhiều sản phẩm quá, các bạn sẽ nhấn dấu trừ để bớt sản phẩm lại. Ví dụ chúng ta mua hai cái thôi, giảm bớt lại. Hoặc chúng ta tăng lên. Hoặc chúng ta tăng lên. Hoặc chúng ta bỏ luôn thì bấm lúc này. Nhiều sản phẩm này chúng ta bỏ đi thì bấm lúc này. Đó. Thì ở đây hiện rất rõ là số tiền mà mình sẽ thanh toán là bao nhiêu và số điểm bao nhiêu và cái đơn vị số lượng hàng mình đã mua là bao nhiêu. Rồi. Sau khi chúng ta xong hết rồi ha thì mình sẽ nhấp vào cái lập đơn hàng. Mọi người thấy là cái việc mà mua hàng online cũng rất là đơn giản ha. Nếu mà ai đã quen với những cái giao diện trên Shopee với Lazada thì đây là cái phương thức còn đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi, khi vào trong cái cửa sổ này thì mình thấy là nó có hai cái lựa chọn. Hai cái lựa chọn để chúng ta có thể nhận sản phẩm. Một là chúng ta có thể nhờ công ty ship hàng cho mình. Thì các bạn nhấp vào đây để cho công ty ship hàng của mình. Thì đây có hai cái đơn vị mà sẽ ship hàng cho mình đây. Rồi, nhấn tiếp tục. Rồi. Thì địa chỉ chuyển hàng đây là cái địa chỉ mà mình mặc định chúng ta đã đăng ký trên cái hệ thống. Thì nếu mà mình muốn tạo địa chỉ mới thì các bạn phải vào đây ha. Bạn sẽ vào đây chúng ta tạo địa chỉ mới. Rồi, chúng ta nhấp thay đổi là chúng ta sẽ nhập vào cái địa chỉ mới ở đây. Cũng rất là đơn giản ha. Nếu mà chúng ta muốn địa chỉ mới là mặc định thì chúng ta nhấp vào đây. Rồi khi mà điền hết rồi, ở đây cái nút sẵn sàng này nó sẽ hiện màu xanh lên và chúng ta chỉ cần bấm vào là sẽ thay đổi. Đó. Rồi. Bây giờ tôi sẽ thoát ra. Rồi cái cách thứ hai. Cái cách thứ hai là mình sẽ lựa chọn bằng cách là mình sẽ không có nhờ công ty chuyển hàng mà là mình sẽ tự tự chuyển hàng ha. Đó. Thì bây giờ tôi quay lại cái phần mà phương thức nhận sản phẩm. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là tự vận chuyển. Rồi. Sau đó tôi sẽ nhấn tiếp tục ở đây. Rồi. Thì nếu mà tôi chọn nếu mà tôi ở Hồ Chí Minh đi. Đó, thì chúng ta sẽ tới cái địa chỉ là 55 Sư Ngàn Ánh. Tuy nhiên cái địa này là địa chỉ cũ đó ha, địa chỉ mới của Sài Gòn là 29 Nguyễn Khắc Nhu quận nhất. Thì mình xem cái bản đồ là nó nằm ở đâu. Đó, thì ở đây là công ty cho mình bản đồ luôn. Đó. Thì mình chỉ cần mình kéo là mình sẽ biết nó nằm vị trí như thế nào. Đó. Và sau đó chúng ta kéo xuống. Rồi. Nếu mình là khách hàng khác, tức là mình nhờ người khác nhận hàng giùm mình. Đó. Thì mình sẽ nhấp vào đây và mình điền thông tin của họ vào. Và sau đó chúng ta nhấn sẵn sàng. Còn nếu không thì mình sẽ bỏ đi. Nếu không mình sẽ bỏ cái này đi. Mình là người nhận hàng thì mình không cần tích vào đây và mình bấm sẵn sàng. Rồi. Rồi. Sẽ bấm tiếp tiếp tục thanh toán. Rồi. Và qua cái giao diện tiếp theo là cái giao diện mà chúng ta sẽ chọn cái hình thức thanh toán như thế nào. Đó. Thì đây có ba hình thức ha. Một là chúng ta sẽ dùng thẻ Visa hoặc là sẽ Mastercard. Hai là chúng ta sẽ chuyển khoản trực tiếp vào Internet Banking vào trong tài khoản công ty. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ trả tiền mặt, tức là chúng ta đặt hàng trước và sau đó chúng ta sẽ lên công ty lấy hàng và trả tiền. Đó, thì ví dụ như hai hai cái trên thì cũng rất là dễ rồi. Đó, thì tôi ví dụ như là cái cuối cùng đi ha. Tôi sẽ chọn cái là tôi sẽ tới cái địa điểm công ty mà tôi lấy hàng và tôi trả tiền ở đó luôn. Thì tôi nhấp vào đây. Rồi. Ở dưới đây thì các bạn thấy là nếu mình có mã khuyến mãi thì mình nhấp vào đây. Còn nếu mà mình muốn muốn trả một điểm thưởng, tức là trừ điểm thưởng, trừ cái điểm thưởng trong buổi sức khỏe của mình 25%, bạn nào chưa hiểu phần này thì mình sẽ hỏi cái người
bảo trợ của mình ha. Đó, thì ví dụ như ở đây tài khoản của tôi thì hiện nay là tôi có khoảng 863.000 trong điểm thưởng. Đó, thì cái điểm thưởng này mình sẽ không thanh toán quá 65% giá trị đơn hàng. À, các bạn lưu ý nha, đây là quy định công ty ha. Thì mình sẽ điền cái số tiền mà mình muốn trả vào điểm thưởng là bao nhiêu. Đó. À, nếu không thì mình bỏ qua. À, mua hàng trả góp. À, rồi sau đó các bạn sẽ nhấp vào đây, tôi chấp nhận điều kiện trả tiền và ship hàng, và nhấp vào đây. À, và sau đó mình sẽ tiếp tục. Đó, khi chúng ta nhấp trả tiền đơn hàng, à, khi chúng ta nhấp trả tiền hàng thì có nghĩa là cái việc mình đặt hàng online đã kết thúc. Thì với cái hình thức mà chúng ta đặt hàng online và sau đó chúng ta lên công ty trả tiền và lấy hàng á, thì công ty sẽ giữ hàng của bạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. À, nếu sau 24 tiếng mà mình không lấy hàng thì họ sẽ mặc định là cái đơn hàng đó là sẽ được hủy bỏ tự động. Rồi, thêm một lưu ý nữa là nếu mà chúng ta ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội mà chúng ta muốn mua ở kho hàng ở cái tỉnh kia, ví dụ tôi đang ở Sài Gòn đi, nhưng mà Sài Gòn cái sản phẩm hết hàng nhưng mà ở Hà Nội có hàng, thì tôi sẽ chọn cái kho hàng ở Hà Nội. Thì làm bằng cách nào? Thì rất là đơn giản nha. Các bạn nhấp vào đây, nhấp vào cái biểu tượng ở trên này, và mình sẽ chọn cái địa điểm. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Ví dụ tôi chọn cái kho hàng ở Hà Nội. Hà Nội. Tôi nhấn OK. Thì sau đó tôi nhấp vào chuyện Hà Nội. Đó. Thì mặc định là cái đơn hàng này, các đơn hàng này mình sẽ mua ở Hà Nội. Đó, thì do đó các bạn sẽ thấy là bây giờ hiện nay là tôi sẽ mua ở kho hàng Hà Nội ha. Rồi, việc thanh toán và thực hiện mua online rất là dễ. Thì các bạn nào chưa hiểu thì mình hãy hỏi những người offline của mình ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.